Người phụ nữ này đã tìm ra một cách hợp pháp lố bịch để ăn trộm một số tiền lớn từ bạn mình. Tên cô ấy là Marina Navarro và vào năm 2017, cô ấy đã đến một sòng bạc với một người bạn tên là Gian Flato. Nhưng chẳng ai trong số họ biết rằng họ sắp phát hiện ra một quy tắc điên rồ của sòng bạc có thể hủy hoại hoàn toàn tình bạn của họ. Trong một lần chơi, Gian quyết định để Marina nhấn nút trên máy đánh bạc của anh ấy để cầu may. Tuy nhiên, trước sự bàng hoàng của cả hai, đèn của máy đột nhiên nhấp nháy cho biết họ đã trúng giải độc đắc $100,000. Gian rõ ràng là rất vui mừng, nhưng khi đến nhận tiền thắng cược, anh đã hoang mang khi biết số tiền đó thực ra không phải của mình. Rõ ràng, những người quản lý sòng bạc đã kiểm tra đoạn phim an ninh về chiến thắng và nhận thấy rằng Marina mới là người nhấn nút. Nói một cách đơn giản, có một quy tắc sòng bạc mà ít người biết đến chỉ ra rằng người nhấn nút mới là người thắng giải độc đắc. Vì vậy, mặc dù thực tế là Gian đã bỏ $50 của mình vào máy, nhưng Marina vẫn được hưởng toàn bộ $100,000. Gian nghĩ rằng bạn của anh ấy vẫn sẽ đưa cho anh ít nhất là một nửa số tiền, nhưng cô ấy dường như đã từ chối đưa cho anh ấy bất cứ thứ gì và rời khỏi sòng bạc mà không có anh ấy. Dù Gian đã la hét với cô ấy và thậm chí còn đe dọa cô ấy qua tin nhắn, nhưng anh vẫn không nhận được một xu nào cả. Và có lẽ điều tồi tệ nhất của sự phản bội là nó không bao giờ đến từ kẻ thù.